Nhiệm vụ của DBA là gì? Nhiệm vụ của DBA là gì? Nhiệm vụ của DBA là gì? Hệ thống ổn định thì sếp cứ nghĩ rằng DBA chả làm gì. Chỉ mỗi nghìn nhìn màn hình, đúng không? Chạy mỗi nhìn màn hình, thi thoảng cần đặt tí. Hệ thống nào cũng chạy hoạt động an toàn ổn định. Thế đấy chính là cái nỗi bi kịch của những người làm DBA. Đó chính là bao nhiêu công sức mình đóng góp, mình tối ưu, mình tự động hóa để cho DB nó hoạt động ổn định mà không được ghi nhận. Do đó một cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với các bạn ấy, ở đây đó chính là những cái gì mà chúng ta làm được thì chúng ta phải nói ra, nói được và làm được, đúng không? Có những lúc chúng ta nói nhiều hơn một chút, có những lúc chúng ta nói ít hơn một chút. Lúc nào cần nói thì phải nói, lúc nào mà cần im lặng thì phải im lặng. Hiểu nhá, đấy là một kỹ năng mềm mọi người phải chú ý đấy, chứ không phải cứ hùng làm mà ra tốt. Thế thì trong video ngắn này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái nhiệm vụ của DBA này, để khi mà sếp các bạn hỏi là nhiệm vụ DBA là cái gì thì các bạn cứ thế mà các bạn trả lời nhá. Tổng kết thì cái này là tài liệu chuẩn của Oracle, tội lấy thì là tài liệu chuẩn của Oracle thôi, nhanh nhá. Thứ nhất là cái đặt Oracle, Rack, Oracle, Data Guard, rồi Golden Gate, rồi tất cả phải đi gọi cái đặt, đúng không? Đôi lúc là những cái hệ thống lớn chúng ta chưa phải cài đặt đâu, thuê thằng khác cài, của thằng khác cài chuẩn lắm, mình cài thế thôi nhé, cũng nên cài. Cái thứ hai là chúng ta tạo cơ sở liệu hay chúng ta chuyển đổi dữ liệu sang, cái việc này khó đấy, không đơn giản đâu. Rồi thực hiện việc upgrade phiên bản mới từ 11G đến 12C, từ 12C đến 19C, đúng không? Bật tắt Intel thường xuyên xảy ra, thậm treo bật tắt để quản lý cái cấu trúc lưu trữ, undo, table space, rồi redo các thứ, quản lý người dùng, bảo mật, rồi quản lý các cái đối tượng trong cơ sở dữ liệu, rồi backup recovery, quan trọng nhất nhá, backup recovery. Tôi nhắc lại 3 lần, backup recovery nhá. Theo dõi monitor để phát hiện chậm treo, rồi tuning cơ sở liệu cực kỳ khó nhá. Tuning nó là cái đỉnh cao của những người làm cơ sở liệu. Tôi sẽ nói rất nhiều về chủ đề này, các bạn cứ follow đi. SOS những cái cơ sở liệu lớn, 5 giây, 30 giây, 1 phút nếu không cấp cứu nhanh chết. Sau đó phải cấp cứu, nó có khái niệm cấp cứu đối với cái cơ sở liệu core. Chú ý nhá. Khắc phục các lỗi, cái này cũng khó đấy, đòi hỏi cái kiến thức rất nhiều đấy. Rồi bảo mật cơ sở liệu, làm sao mà gắn đủ quyền khôi phục nhanh chóng, đồng bộ Golden Gate, Data Guard, MView, rồi quản trị máy chủ ấy cha ta nhiều khi tự động hóa cơ sở liệu, đúng không? Rồi các báo cáo health check, rồi các vấn đề khác như thiết kế bảng, rồi tái cấu trúc vân vân. Đấy thì nhiệm vụ tôi là cái ngành là 19 nhiệm vụ nhé, cực kỳ nhiều nhiệm vụ nhé, em nhớ nhé.